về với lại những chiếc xe công trình làm việc nào. Wow, bị quá các bạn ơi. Điều khiển mình khởi động lên nó kêu đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cái cần lên nè các bạn. Hạ cái cần xuống nè các bạn ơi. Rồi thỏ đưa cái cần nó dài ra nè. Wow. Xe sẽ di chuyển vô trong những chiếc xe công trình nha. Wow, rồi rồi chạy lên được rồi. Wow, hay quá các bạn ơi. Wow. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ là đi tìm một chiếc xe cẩu múc cát cần siêu dài luôn. Và một chiếc xe ben nữa, hai chiếc xe đó đang mất tích rồi. Bây giờ chúng ta cần đi tìm hai chiếc xe đó để về làm việc chung với những chiếc xe công trình này nha các bạn. Rồi, bây giờ những chiếc xe công trình này sẽ ở nhà giữ nha. Chúng ta sẽ đi tìm những chiếc xe đó nha. Trời đang mưa rồi các bạn ơi, chúng ta cần phải đi tìm nhanh lên. Đi tìm nhanh lên nào các bạn ơi. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài sau cái vực núi này nha các bạn. Không biết ở ngoài cái vực núi này có không. Wow, không có các bạn ơi. Bây giờ chiếc xe nó đang ở đâu các bạn? Không biết chiếc xe nó đang ở đâu các bạn ơi. Ôi, các bạn ơi, xa xa kia kìa các bạn ơi. Kìa. Oh, đây nè các bạn ơi. Wow, có một chiếc xe ben nè các bạn. Wow, chiếc xe ben nè. Oh, đây đúng rồi. Đây là chiếc xe ben mà đang cần tìm nè các bạn ơi. Wow, đây nè các bạn ơi, có một cái thùng gì nè các bạn ơi. Đây nè. Wow, một cái thùng xe cẩu múc cát siêu dài luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn xe ben này chở chiếc xe cẩu múc cát siêu dài này về nha. Xe ben hãy chở xe cẩu về đi nào. Wow, chiếc xe cẩu bự quá các bạn ơi. Đẹp quá các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cái vực núi này. Rồi, di chuyển về với lại những chiếc xe công trình làm việc nào. Wow, bự quá các bạn ơi. Các bạn ơi, chúng ta gặp một accident rồi. Chiếc xe của chúng ta chở nặng quá và đã bị ngã rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng đã về đến nhà rồi nè các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giúp đỡ chiếc xe này vậy nha. Rồi, xe ben, giúp đỡ xe ben vậy. Rồi, bây giờ cái thùng của chúng ta cũng đã bị ướt rồi các bạn ơi. Nè, bị ướt, bị rách hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở chiếc xe này ra luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe của chúng ta rất là bự luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lôi ra nha các bạn. Lôi ra nào. Rồi, lôi ra các bạn ơi. Lôi ra. Wow, lôi ra. Wow. Rồi, mình để đây nè các bạn ơi. Nè. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe siêu đẹp luôn nè các bạn. Nè các bạn thấy không, chiếc xe siêu đẹp luôn. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Wow, đây là cái bộ điều khiển nè các bạn. Cái đồ điều khiển nè. Ủa mà chiếc xe này sao không có thấy cái gầu múc cát các bạn ơi. Cái gầu múc cát đâu các bạn. Kỳ vậy các bạn. Rồi để mình kiểm tra bên này cho các bạn. Wow các bạn ơi, nè cái gầu múc cát nằm bên này nè các bạn ơi. Đây là cái gầu múc cát nè. Wow, cái gầu múc cát siêu dài luôn. Rồi vậy bây giờ mình sẽ lắp ráp chiếc xe này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe này ra, mình lắp ráp cho các bạn cùng xem nha. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Siêu đẹp luôn các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp cái gầu múc cát này vô nha các bạn. Đây cái gầu múc cát của mình nè các bạn. Mình sẽ bỏ đây nè các bạn. Rồi, mình sẽ lắp đây các bạn ơi. Đây. Gắn cái con ốc vô các bạn ơi. Wow. Chiếc xe của chúng ta rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Các bạn thấy xe đẹp không? Wow, rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ dặn con ốc này vô các bạn. Xe chúng ta nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn cái này vô để điều khiển cái cần cẩu múc cát nè các bạn. Đây, gắn vô để điều khiển cái cần cẩu múc cát. Rồi chúng ta sẽ gắn dây dầu vô luôn các bạn ơi. Đây, gắn dây dầu vô luôn. Rồi, chúng ta còn có một cái này nữa nè các bạn. Đây, đây là cái piston nè các bạn. Rồi, mình gắn vô luôn các bạn ơi. Wow, trời thì đang mưa to hơn rồi các bạn. Các bạn thấy chiếc xe cẩu múc cát này đẹp không? Wow, cái cần siêu dài luôn nè. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Trời mưa to quá rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe này lên nha các bạn. Rồi, chiếc xe này mình sẽ khởi động ở đây nè các bạn ơi. Wow, khởi động lên nghe âm thanh hay quá các bạn ơi. Âm thanh nghe rất là hay luôn phải không các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chiếc xe một vòng nha. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Chiếc xe rất là hay luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái điều khiển lên nè các bạn. Đó, đó, điều khiển mình khởi động lên nó kêu đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cái cần lên nè các bạn. Hạ cái cần xuống nè các bạn ơi.
Rồi, thỏ đưa cái cần nó về hai ga nè. Đó, nâng cần lên. Đó, nâng cần nâng xe lên các bạn. Rồi, đưa cần vô. Đó, đưa cần vô các bạn ơi. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi, tắt âm thanh nè. Đó, tắt âm thanh rồi các bạn ơi. Wow, chiếc xe chúng ta đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho xe chạy nha các bạn. Đó, xe chạy trời mưa rất là hay luôn các bạn ơi. Wow, xe chạy trời mưa rất là hay luôn. Wow, rồi, ve lại rồi các bạn ơi, ve lại nè. Wow, ve lại. Wow, rồi, cho xe xoay vòng tròn nè các bạn. Đó, xe xoay vòng tròn các bạn ơi. Wow, rồi bây giờ cho xe sẽ di chuyển vô trung tâm những chiếc xe công trình các bạn ơi. Rồi, wow. Đó, xe sẽ di chuyển vô trong những chiếc xe công trình nha. Đó, cái cần rất là dài luôn các bạn. Wow. Đó, di chuyển vô những chiếc xe công trình. Wow. Đó, đẹp quá các bạn ơi. Wow. Rồi, bây giờ sẽ cho xe sẽ thử ủn chiếc xe rác nha các bạn. Rồi, ủn chiếc xe rác nè. Oh, wow, hay quá các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nè, quay qua này. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua này, ủn chiếc xe ben nè các bạn ơi. Mình sẽ đẩy chiếc xe ben nha. Oh, xe ben đã được đẩy ra rồi, hay chưa các bạn. Rồi, tiếp tục tới chiếc xe trộn bê tông nào. Rồi, làm ngã xe trộn bê tông luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho chiếc xe cẩu múc cát cần dài này chạy lên chiếc xe container nha. Wow, xe container sẽ chở chiếc xe cẩu múc cát cần dài này nè các bạn ơi. Đó, đó, xe ve lên luôn các bạn ơi. Đó, hay không các bạn. Wow, hay quá các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Rồi, chiếc xe chúng ta đẹp quá các bạn ơi. Đó, xe cẩu múc cát cần dài leo lên xe container siêu dài. Oh, đẹp quá các bạn. Wow, 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 wow. Rồi, leo lên xem nào. Rồi, coi chừng xe có bị ngã không nha. Rồi, leo lên đi. In, in, in. Wow, trời mưa quá, sấy cát luôn kìa các bạn ơi. Oh, wow, xe bị nghiêng luôn các bạn ơi. Oh, thử thách này rất là khó, lại chiếc xe cẩu múc cát cần dài nha. Wow, xe đang tìm cách chạy lên các bạn ơi. Oh, đang chạy lên nha. Rồi. Wow, rồi, rồi, chạy lên được rồi. Wow, hay quá các bạn ơi. Wow, hay quá. Oh, từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ thôi nào. Rồi, đúng rồi. Từ từ thôi. Rồi, hay quá bạn ơi. Wow. Hay quá rồi. Cuối cùng bạn nó đã di chuyển lên được chiếc xe container rồi các bạn. Rồi bây giờ bạn nó cần quay cái cần lại các bạn ơi. Quay cái cần cẩu lại. Oh. Wow. Rồi, hạ cái cần xuống nào. Đó, xe đẹp quá các bạn ơi. Họ đẹp không các bạn? Wow, rất đẹp luôn. Rồi bây giờ bạn hãy di chuyển xuống đi nào. Rồi bạn hãy di chuyển xuống bằng cách khác đi. Bạn thử xuống bằng cách khác đi, đừng xuống bằng cách chạy xuống nữa. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Oh, wow, hay không các bạn? Đó. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi, xuống nào. Đó. Rất là hay luôn các bạn ơi. Đó. Xe đang xuống rất là hay luôn không các bạn? Đó. Wow, hay quá. Rồi, tiếp tục. Bây giờ bạn sẽ cạo múc cát. Hãy đi múc cát, múc đất đi nào. Trời đang mưa rồi, chúng ta di chuyển đi nào. Đi nào, múc cát, múc đất nào. Bây giờ bạn hãy đi đào đất cho nước chảy đi nha. Xe đẹp quá các bạn ơi. Chiếc xe này rất đẹp luôn. Oh. Wow, xe sẽ lội xuống nước nè. Oh. Oh, đẹp không các bạn? Xe rất là hay luôn các bạn ơi. Rồi, di chuyển qua nào. Rồi. Oh. Wow, cán luôn bụi cỏ này nè. Đó, ban luôn bụi cỏ luôn. Wow, ban được không? Wow, wow, ban không được. Bạn phải chạy bằng bánh xích lên. Đó, rồi let's go. Wow, hay chưa các bạn? Rất là mạnh luôn. Nè, ở đây có những cái cục đá nè. Đó, bạn múc cái cục đá này ra đi. Đúng rồi, nước đang chảy nè. Đó, cần cho nước chảy nhanh hơn để thoát nước nha. Đó, nước sẽ chảy xuống cái hồ này. Đó, đúng rồi. Rồi, lôi cục đá ra. Wow, xong. Rồi, tiếp tục moi sình ra đi bạn ơi. Lôi ra nào. Đó, đúng rồi. Tiếp tục nào. Wow, tiếp tục nào. Rồi, moi ra, đúng rồi. Đó. Chiếc xe múc cần dài này đã
moi được hết rác ra nè các bạn. Bây giờ dòng chảy của chúng ta đã lưu thông rồi nè. À, nước đã chảy xuống dưới hồ rồi. Wow, chiếc xe này chơi hay quá các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ trời cũng đã tạnh mưa rồi, chắc là mình phải đi về nhà học bài ăn cơm và làm bài tập thôi các bạn ơi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.